Úi giời, tóm trượt. Ôi, hôm nay học anh Việt mặc áo xanh này. À, anh Trung Đậu hôm nay mà học anh Việt mặc áo xanh à? Ôi, hôm nay có ông Sơn áo xanh ở kênh không? Này, đội toàn áo xanh. Rồi, bay mạnh ra. Thả tay trái ra, thả tay phải ra, bắt vào tay phải, tay trái. Đấy. Bây giờ chỉ mỗi ông 4 phút thôi. Mẹ đừng có mua đu mẹ. Đây là công phu ăn đậu nhá. Đây là công phu đậu nhá. Vừa mua được cái máy chống rung 2,5 triệu mẹ, vừa quay xịn phết. Ui giời, kinh không? Ui giời, lại trượt tiếp kìa, kinh không? Vẫn tóm được, đơn giản. Ui giời, rơi à?